Xin chào các bạn ạ. Xin chào. Chào các bạn nha. Mọi người ở bên Nhật đang là giờ nghỉ đúng không ạ? Các bạn còn nhớ file này không? File này là phần đọc hiểu ngữ pháp mình đã đăng cách đây hơn một tuần rồi, và buổi thứ bảy tuần trước thì mình đã chữa được hai bài và hứa với mọi người là mình sẽ chữa tiếp cái phần còn lại. Đáng lý ra là tối hôm qua là sẽ livestream để chữa tiếp cái phần còn lại cho các bạn đấy, nhưng mà hôm qua bé nhà mình sốt quá thế là mình không có chữa được, nên là hôm nay mình sẽ tranh thủ cái giờ này để mình chữa nha. Các bạn là đang giờ nghỉ ăn trưa đúng không ạ? Chào mọi người nha. Những bạn nào mà không xem được trực tiếp thì các bạn xem lại ở video sau giúp mình nhé. Cái phần video này thì mình vẫn sẽ để ở trên fanpage và mình sẽ đăng lại ở trên YouTube để các bạn có thể xem lại sau ạ. Vậy là chúng ta sang tháng 11 rồi. Bây giờ chỉ còn cái tháng cuối cùng này để cố gắng, để nỗ lực, để tăng tốc hơn thôi. Mọi người có đang cố gắng không ạ? Không biết là có ai là buổi trước đã xem cái buổi live stream của cái buổi trước chưa ạ? Ngọc Thảo, ok, ăn chưa à? Ăn gì đấy? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào luôn nhé, bởi vì chúng ta cũng chỉ có một tiếng nghỉ ngơi thôi. Mọi người đã rất là chăm chỉ, là mọi người vào xem rồi, có 11 bạn. Lần đầu tiên live stream mà ít người xem như thế. Rồi, chúng ta sẽ thấy là cái câu số 1 của chúng ta xoay quanh hai cái cụm từ này. Và hai cụm từ này để bổ nghĩa cho cái danh từ đằng sau là danh từ kangai kata. Đó, thế thì những cái phần đằng trước các bạn đừng quan tâm đến nó là gì cả. Các bạn chỉ quan tâm đến hai cái cụm từ này thôi. Hai cụm từ này là một tính từ để bổ nghĩa danh từ đằng sau. Cái từ đằng trước là genjitsuteki, tức là mang tính thực tế. Và từ đằng sau là goriteki, tức là mang tính gọi là hợp lý, đúng không ạ? Hiệu quả. Thế thì hai cái này nó đi kết hợp với nhau như thế nào? Thứ nhất là đối với cái trường hợp totomoni thì nó sẽ đi với danh từ, thế nên là không thể kết hợp với hai tính từ như thế này được, thì các bạn sẽ loại với trường hợp câu số 2 được. Sunawachi được dùng khi mà người ta nói lại bằng một cách khác được gọi là như thế nào đó, tức là cái đằng sau sẽ là cái bổ nghĩa và giải thích cụ thể hơn cho cái đằng trước. Nhưng mà các bạn thấy rõ ràng là đây là hai tính từ độc lập với nhau, nó không bổ sung nghĩa cho nhau, đúng không ạ? Đó, thế nên là ở trong cái trường hợp này cũng không dùng với snawachi. Theo các bạn thì nếu mà các bạn chỉ nhìn vào cái phần này thì các bạn sẽ lựa chọn phương án số mấy á? Chỉ nhìn vào hai cái từ này thì các bạn sẽ lựa chọn phương án số mấy? Không phải bổ nghĩa, không phải để giải thích, để nói cụ thể hơn, nói cách khác thì không phải, đúng không ạ? Còn lại với trường hợp là thoyu yori. Thoyu yori thì được dùng với nghĩa là không phải là A đâu mà đúng hơn là B, tức là người ta sẽ phủ định cái A đằng trước và cái B đằng sau mới là cái đúng, mới là cái sự thật. Thế thì để hiểu xem là có phải là người ta phủ định cái tính hiện thực và người ta nhấn mạnh cái tính hợp lý hay không, thì các bạn nhìn ở cái vế đằng trước, đến cái lúc này lại phải nhìn cái vế đằng trước nhá. Cái vế đằng trước ở đây ấy, thì các bạn có một cái từ đó là genjitsu ne. À, người ta định nghĩa về cái saizen shugi, tức là một cái chủ nghĩa đi theo cái tư tưởng là mình sẽ cố gắng hết sức. Saizen tức là cố hết sức nha. Đấy, thì cái chủ nghĩa này sẽ gì? Sẽ chấp nhận cái sự thực rằng là cái hiện thực của chúng ta là một cái hiện thực mà thứ nhất là nó diffusing, tức là nó có những cái vô lý chứ không phải là luôn luôn đúng. Và sự thực hiện thực nó cũng có những cái cô hê, tức là những cái nó không công bằng, thì đó là nó có rất nhiều những cái mặt hạn chế. Sự thực có rất nhiều những mặt hạn chế như vậy, nhưng cái tư tưởng này vẫn chấp nhận những cái mặt hạn chế đó, và trong cái tình hình đó thì người ta sẽ cố gắng hết sức. Đó thì rõ ràng là cái tư tưởng, cái chủ nghĩa này là cái tư tưởng đó, cái kangai kata đó, thì nó có chấp nhận cái tính hiện thực, thì suy ra cái genjitsuteki là cái có của nó. Thế thì không thể là phủ định nó được, đúng không? Nên các bạn sẽ không thể dùng với thoyu yori, mà trong trường hợp này các bạn sẽ sử dụng với phương án đúng là katsu. Katsu, thứ nhất là nó đảm bảo để nối hai cái phần tính từ với nhau, một cái cách suy nghĩ vừa có tính hiện thực và vừa có cái tính hợp lý hiệu quả, đúng không?
Và thứ hai là nó đảm bảo là hai cái này là tương đương ngang đồng với nhau và nó không phải phủ định cái vế trước. Đó. Ở đây nhé, khi mà các bạn loại trừ thì các bạn sẽ loại trừ được trường hợp 2 và trường hợp 3 về cái mặt ngữ pháp. Ví dụ như là tôi tố môn nhị thì nó sẽ đi với một danh từ này cùng với cái gì đó. Ở đây là tính từ thì không phù hợp. Snawachi thì nó sẽ dùng để bổ nghĩa giải thích cụ thể hơn cho cái đằng sau. Nhưng hai cái này mang nghĩa tương đương nên không giải thích cũng không bổ nghĩa. Vậy thì nếu mà xét về ngữ pháp là loại được 2 và 3, bây giờ chỉ còn lại 1 và 4 thì đều có thể có xác suất là có thể được. Ví dụ như là thối yêu yêu đi dùng những trường hợp là không phải A mà đúng hơn là B. Đó, thì bây giờ bạn lại phải lật ngược lên trên để bạn tìm xem là có cái gen di trữ hay không. Thì ở cái vế trên này các bạn có cái danh từ này thì suy ra nó phải là có cái đó, đúng không? Thì không thể là phủ định được nên chúng ta cũng không dùng với thôi yêu yêu đi. Đó thì cái nguyên tắc khi mà các bạn loại trừ, chúng ta sẽ loại trừ theo cái logic và cái tư duy như vậy nhé. Rồi tiếp theo các bạn đến với câu số 2 ạ. Chúng ta khi mà làm ấy thì các bạn sẽ không có thời gian ở trong phòng thi, các bạn không có thời gian để gọi là ngắt câu hay là dịch câu hoặc là phân tích cái này cái kia. Nhưng các bạn hãy nhìn vào những cái phần ngữ pháp và nhìn vào những cái keyword từ để các bạn lựa chọn nha. Làm sao để chúng ta lựa chọn một cách logic nhất có thể. Với cái phần này thì đương nhiên là mình phải đọc từ cái phần đoạn đầu đúng không ạ? Phần đoạn đầu ở đây người ta có là chủ nghĩa theo cái tư tưởng là cố gắng hết sức ấy, Saizen Shugi, nó là cái như thế nào? Thì đầu tiên này là nó vừa để lại, tức là nó vẫn còn lại thứ nhất là cái ý thức gì ạ? Ý thức hướng, luôn luôn hướng đến những cái cao hơn và luôn luôn mong muốn là sẽ tạo ra được những cái và mà có cái mức độ hoàn thiện nó cao hơn. Đó, và đấy là cái điểm tốt của chủ nghĩa hoàn hảo. Đó, tức là nó vẫn lấy lại cái điểm tốt của chủ nghĩa hoàn hảo. Cái chủ nghĩa hoàn hảo, cái chỗ cụm từ này là cái phần bổ nghĩa cho cái danh từ đằng sau nha. Cho cái danh từ đằng sau này. Đó là cái điểm tốt của chủ nghĩa hoàn hảo. Nó vừa giữ lại cái điểm tốt đó, nhưng đồng thời nó như thế nào đấy, ở vế đằng sau các bạn thấy là nó giảm bớt đi cái sự lo lắng, cái sự bất an đối, bất mãn, tức là tức giận đối với hiện thực. Rồi tiếp ở vế sau là cái sợ hãi. Thế thì khi mà chúng ta làm cái phần này, các bạn sẽ phải nhìn xem là cái sắc thái từ của nó đang đi theo hướng tích cực hay đang đi theo hướng tiêu cực, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là cái vế trên là nó để lại những cái điểm tốt, đúng không? Nó vẫn giữ lại những cái điểm tốt này và nó lại còn giảm bớt cái sự bất mãn này. Đó, thế thì bây giờ mình phải tìm một cái đi theo hướng tích cực, đúng không bạn? Nếu như mà chúng ta dùng với osore ga aru thì lại là sai. Bởi vì sao? Bởi vì cái mẫu osore ga aru là có nguy cơ, là e rằng, là thường nó sẽ dùng để đưa ra những cái kết quả mang tính chất tiêu cực xấu. Đó. Tiếp theo này, Zuni wa irare nai thì lại dùng, không biết là có bạn nào có xem cái video hôm trước mà mình phân tích cho một bạn ở trong nhóm, bạn ấy hỏi về cái sự khác nhau giữa Zuni wa okanai này, Zuni wa sumanai và Zuni wa irare nai không ạ? Đó thì cái Zuni wa irare nai thường chủ ngữ của nó sẽ là ngôi thứ nhất. Để chỉ nghĩa là mình không kìm nén được cái việc đó và mình không thể không làm, đúng không? Nhưng ở đây thì nó chỉ là đưa ra một cái định nghĩa thôi. Đấy thì suy ra nó còn lại 1 và 2. Thì nếu như cái trường hợp 1 là đã làm giảm bớt đi cái sự gọi là tức giận, bất mãn, thì cái vế sau này nó phải làm xua tan đi, đúng không? Loại trừ đi, chứ không thể lại là không thể được. Ví dụ như kane được là không thể xua tan, không thể loại trừ đi, loại bỏ đi, thì lại đi theo cái hướng tiêu cực. Đấy, thường thì khi mà các bạn làm những cái dạng bài, các bạn luôn luôn nhớ là mình sẽ đọc theo thể là cái sắc thái của các cái vế trước nó đang đi theo hướng tích cực hay hướng tiêu cực để các bạn lựa chọn cho nó đúng. Vậy thì đây phải là một cái tích cực nên chúng ta sẽ dùng với Thori no zoite kure được, là phương án số 2, là phương án đúng. Nó giúp cho chúng ta loại bỏ đi cái cảm giác lo sợ đối với thất bại, đúng không ạ? Đó, phương án số 2 này nha. Tiếp theo này, các bạn sẽ đến với trường hợp câu số 3. Trường hợp câu số 3 này vẫn đang dùng để đưa ra những cái định nghĩa về cái tư tưởng theo chủ nghĩa là cố gắng hết sức. Ở đây các bạn có hai cái tư tưởng nhé. Cái tiêu đề của bài này là chủ nghĩa cố gắng hết sức, thì người ta có nói là có hai cái chủ nghĩa mà tôi mong muốn, tôi khuyến khích các bạn là chuyển từ cái Kanpeki Shugi là một cái chủ nghĩa hoàn hảo và chuyển thay đổi shito, tức là chuyển thay đổi sang thành chủ nghĩa cố gắng hết sức.
À, chủ nghĩa đây tức là không phải là chủ nghĩa cộng sản như thế nào đó đâu, mà đó là một cái tư tưởng. Khi mà làm một cái gì đó thì bây giờ các bạn đừng theo cái tư tưởng là hoàn hảo nữa, mà hãy theo cái tư tưởng là mình sẽ cố gắng hết sức, đúng không? Và người ta đang nói về cái mặt tích cực của nó, chúng ta hiểu nôm na như vậy nha. Thì cái đoạn thứ ba này chúng ta có một cái dạng từ để từ nối. Thì ở trong cái phần ngữ pháp thì chúng ta có những ngữ pháp như là đồ cô đồ cọ, rồi ngữ pháp như là nemo kakawa dự. Thì từ những cái phần ngữ pháp đấy khi mà nằm giữa câu thì bây giờ người ta hoàn toàn có thể biến đổi nó ở cái dạng từ nối, mà cái phần nghĩa của nó cũng không khác gì so với cái chức năng khi nó đứng ở giữa câu để làm ngữ pháp đâu, đúng không? Ví dụ như là đồ cô đồ cạt thì dùng với nghĩa là không những không vậy, không những thế mà thậm chí nó còn bê đó. À, còn với nemo kakawara zu thì cho cái nghĩa là mặc dù a nhưng mà vẫn bê, nó có thể là bất chấp, đúng không? À, thì ở đây chúng ta cùng xem này. Cái phần đằng trước người ta có mono toshite toraemasen. Toraeru là mình có thể nắm bắt, có thể hiểu cái vấn đề nào đó theo cái chiều hướng như thế nào đấy. Vậy thì ý ở đây là gì? Ở trong cái chủ nghĩa theo cái tư tưởng cố gắng hết sức ấy thì người ta không coi cái gì ạ? Coi nắm bắt này, cái động từ toraeru các bạn sẽ dùng trong đọc hiểu rất là nhiều. À, thì cái danh từ tân ngữ của chúng ta ở đây sẽ là danh từ N1 này. Sau đấy các bạn đi với trợ từ O và chúng ta đi với cái danh từ N2. Và danh từ N2 này người ta sẽ dùng với toshite và sau đấy thì cộng với động từ. Thì cái mẫu này sẽ dùng cho cái nghĩa là coi cái N1 là cái N2 như là cái N2, đúng không? Thì cái tân ngữ của động từ toraimasen này này là cái phần spy, là tân ngữ này, đúng không ạ? Spy. Là cái tân ngữ này. Thì ở trong cái chủ nghĩa ấy thì nó không coi cái thất bại là một cái như thế nào, là một cái tiêu cực. Nó không coi thất bại giống như một cái gì đấy xấu hổ, hoặc là kiểu như là mình thua cuộc, không coi nó là những cái tiêu cực như vậy. Đó, thì cái vế đằng sau này, thì đoạn đằng sau người ta có nói là thất bại nó là như, là cái gì đó. Chủ ngữ ở đây là shippai wa, đúng không ạ? Tức là không coi cái thất bại là cái đó mà coi thất bại là cái gì đó, đúng không? Thì đoạn đằng sau người ta có là coi thất bại là một cái kikake, ở đây người ta viết bằng katakana để mang tính chất nhấn mạnh, là một cái cơ hội để chúng ta hoàn thiện và nó là một cái cơ hội để chúng ta học tập. Mà cái cơ hội đấy như thế nào thì cái chỗ này là bổ nghĩa cho cái cơ hội đó, đúng không? Cho cái từ chance đó. Mata tonai thì sẽ dùng để chỉ những cái mata, tức là lại. Tô tô thì cho những cái trường hợp như là tôn nào để trở nên trở thành, đúng không? Nai là không, thì mata tonai tức là những thường hay đi với những cái từ như là chance, những cái cơ hội mà nó không có lần thứ hai, nó là cái duy nhất, đúng không? Nó là cái duy nhất. Vậy thì ở đây các bạn thấy là đoạn trước người ta không coi nó là cái tiêu cực, mà đoạn sau người ta lại coi nó như là một cái gì? Một cái cơ hội duy nhất để người ta học tập, là cái cơ hội để người ta hoàn thiện, tức là cái cấp độ cái vế sau nó còn được nâng cấp hơn, đúng không? Thì mình phải dùng với dạng gì? Sore dokoro ka, bởi vì cái mẫu sore dokoro ka ấy, nó sẽ dùng cho cái nghĩa là không phải cái đấy mà thậm chí còn bê đằng sau. Nhưng mà thường thì khi chúng ta học về ngữ pháp ấy, chúng ta thường thấy cái ví dụ liên quan đến dokoro ka là những cái dạng ví dụ mang tính chất tiêu cực, mang vì tính chất tiêu cực. Ví dụ như là kiểu tôi nhắc nó thì nó không những là cả không cảm ơn mà thậm chí nó còn mắng lại tôi các kiểu. Thì đấy là thường trong những cái phần ngữ pháp là các bạn hay thấy những cái ví dụ mang tính chất tiêu cực. Nhưng dù là tiêu cực hay là tích cực thì nó vẫn là cái vế B đằng sau, nó mức độ nó sẽ mạnh hơn. Ví dụ nha, trời bây giờ đang mưa, nó không yếu đi mà thậm chí nó càng ngày nó càng mạnh hơn. Đấy thì lúc đấy người ta sẽ phải dùng là Ame wa yowamaru dokoro ka masumasu tsuyoku natte kimashita, đúng không? Hoặc là cái B đằng sau nó sẽ là cái ngược lại, hoặc là những cái mà nó mang tính chất là thậm tệ hơn, nặng hơn. Thì thường là ví dụ các bạn hay đi thấy cái phần về mang tính chất tiêu cực. Nhưng ở trong câu này nhé, với cái trường hợp dokoroka này nó vẫn có thể được dùng ở cái dạng đằng sau là những cái phần tích cực, nhưng cấp độ nó vẫn là theo cái kiểu là cấp độ nó cao hơn, thậm chí là người ta còn coi nó là cái như vậy. Thì đáp án ở đây nó phải là sore dokoroka. Mọi người hiểu về cái phần này chưa?
Còn với Niyotewa thì nó là cái mẫu là tùy vào A mà cái B cái khả năng nó có thể như thế nào đó. Thì đây chính là cái hiện tượng là cái mẫu ngữ pháp của chúng ta, ví dụ mẫu là dokoro ka, mẫu là nemo kakarazu, mẫu là Niyotewa, mẫu là Nistemo. Nhưng mà những cái mẫu đấy thì bây giờ người ta có thể đẩy nó ra ngoài đi kèm với đại từ chỉ thị để tạo thành những cái từ nối các bạn nhé. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ đến với câu số 4 ạ. Câu số 4 này thì cái này khi mà các bạn làm về đọc hiểu ngữ pháp các bạn phải hết sức để ý là luôn luôn lần trước mình cũng có chia sẻ với mọi người là những cái phần về làm đọc hiểu ngữ pháp thì các bạn phải ưu tiên cái phân tích câu, cái về đọc hiểu, cái về ngữ pháp đầu tiên. Các bạn phải ưu tiên cái đấy đầu tiên. Thì sau đó mới đến cái phần ưu tiên về dịch. Ví dụ ở đây các bạn có cái chủ ngữ của nó là kore wa. Đúng không ạ? Đây là một cái gì? Thì cái vị ngữ ở đây là kodo shishin, tức là một cái phương châm hành động. Phương châm hành động khi mà cái người đi theo cái chủ nghĩa cố gắng hết sức ấy, người ta sẽ bắt đầu làm một cái việc gì đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nha. Ni kagirimasu thì nó sẽ là giới hạn cho cái đó là cao nhất thì không có đúng đúng không ạ? Tosai imasen, không thể nói là, thậm chí không thể nói là. Còn với desu karimasen, các bạn sẽ hay gặp những cái dạng như là desu danh từ này đi với desu shikanai hoặc là shikarimasen thì nó sẽ bằng với cái dạng là danh từ đi với nisuginai, nó chỉ như vậy thôi, chỉ không hơn không kém. Đó thì bây giờ để làm được cái phần này thì mình sẽ thấy là nãy giờ các bạn thấy như thế nào ạ? Nãy giờ người ta đang nói về những cái tích cực của cái chủ nghĩa này. Cái tích cực của chủ nghĩa này. Và để xem là cái phần này mang tính chất tích cực hay là tiêu cực. Thì ví dụ ở trong cái trường hợp này nha, thì những cái dạng như là các cái phần này á, thì nó đều được kết hợp với một danh từ, nên nếu mà xét về mặt ngữ pháp thì nó đều có thể sử dụng được. Thì bây giờ mình phải xem cái vế đằng trước là nó đi theo cái hướng như thế nào. Thì vế đằng trước người ta có nói là một ông triết học thì ông ấy có để lại một cái câu nói như thế này. Kanashimu kotowa nai. Động từ chia về nguyên mẫu này cộng với kotowa nai với nghĩa là không cần thiết. Không cần thiết phải 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 đau khổ. Và cái vế đằng sau là hãy nghĩ về những cái việc mà mình có thể làm trong cái tình trạng hiện tại. Imano jotai de nani ga dekiru ka o kangaete và cố gắng hết sức. Đó. Thế thì đây chính là gì? Đây chính là cái kim chỉ nam này. Cái kore này sẽ thay thế cho cái nội dung của cái vế đằng trước này. Đúng không? Nếu mà như thế thì chúng ta không thể dùng một cái dạng phủ định được. Và chúng ta cũng không thể dùng được cái dạng là đưa ra những cái đánh giá xem nhẹ chỉ là như thế không hơn không kém được. Mà các bạn sẽ phải dùng một cái phần đuôi ở đây là tomo yemasu. Đây cũng có thể được nói rằng, cũng có thể nói rằng đây là cái kim chỉ nam hành động. Đúng không ạ? Là phương án số số 2 nha. Là phương án số 2 cái đoạn này. Tiếp theo này, các bạn đến với câu số 5. Cái phần câu số 5 của chúng ta ở đây, cái chủ ngữ. Cái vế trước người ta có nói là cái việc mà tập hợp đầy đủ tất cả các cái điều kiện. Có hội tụ đầy đủ tất cả các điều kiện. Joken ga totono. Cái động từ totono nó sẽ dùng cho cái trường hợp khi mà mình có đầy đủ hết tất cả. Đó, một cái vấn đề thực tế đó là mình cái việc mà mình tập hợp được tất cả các cái điều kiện ấy là cái như thế nào. Đó, thế thì bây giờ mình phải xem là nó đi theo cái hướng phủ định hay nó đi theo cái hướng khẳng định. Đó. Ví dụ nha, khi mà các bạn làm nhìn thấy là có những cái dạng phủ định và khẳng định như thế này thì các bạn phải để ý xem là nó đi theo hướng phủ định hay khẳng định thì mình sẽ phải dựa vào yếu tố đằng sau. Thì đằng sau này người ta có nói là trong lúc mà mình đang đợi để cho có đầy đủ hết tất cả điều kiện thì như thế nào đó. Ví dụ cái vế đằng sau chính xác là mình phải dịch bắt đầu từ đâu ạ? Mình phải bắt đầu dịch từ cái nô gán này này, là cái chủ ngữ này. Cái gì đó là đặc trưng của những người đi theo cái chủ nghĩa là làm tốt hết sức nhất có thể. Thì đặc trưng của họ là họ vừa gì? Vừa hành động và vừa liên tục cải thiện. Nghĩ một cái, omoi tat ta đã, nghĩ một cái, nghĩ ra một cái gì đó. Vì omoi tat thì thường dùng để chỉ những cái mà mình chợt nghĩ đấy thôi. Mình nghĩ ra một cái gì đó thì họ sẽ bắt đầu làm luôn. Để làm sao ạ? Để cho không cái gì đó, đúng không? Thì cái đoạn này là chúng ta sẽ dùng với nai ô nhỉ? Để cho không có cái chuyện như vậy. Hay nói cách khác là để không nhé.
Bình thường là người ta sẽ dùng động từ chia về venai cộng với yo hoặc là yoni, nhưng ở trong cái câu này là động từ chia về nguyên mẫu cộng với koto no nai yoni, để cho chúng ta không bị tuột mất những cái cơ hội hiếm hoi. Sekaku no chansu wo nogashite shimau koto no nai yoni. Thì ở cái trường hợp này là gì? Trong lúc đợi thì có thể nó sẽ bị tuột mất cái cơ hội. Thế nên cái chuyện mà nó có đầy đủ tất cả những cái điều kiện, hội tụ tất cả những cái joken là một cái điều như thế nào? Là một cái điều không có đâu, đúng không ạ? Không có đâu. Nên mình phải hành động ngay. Còn nếu không mà trong lúc mà đang đợi thì nó lại tuột đi mất rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ phân tích nhỉ. Ichigai ni iemasen. Thì cái chữ nhất và cái chữ khái này nó sẽ dùng để chỉ cái nghĩa là không thể nói chung tất cả là như vậy được. Không thể nói chung là thường nó hay đưa ra những cái khái niệm không thể nói chung tất cả. Shikata ga arimasen là không còn cách nào khác. Metta ni arimasen là hầu như không, hiếm khi có. Kangai nai de wa sumimasen. Nếu không a thì không xong. Tức là gì? Nếu mà không nghĩ cái vấn đề này thì không xong đâu. Nhưng mà rõ ràng ở đây này, cái chủ ngữ của chúng ta là koto wa, cái việc gì đó. Cái việc đấy nó như thế nào? Thì câu này phải dùng với nghĩa gì ạ? Cái việc đấy là hầu như là không có đâu, đúng không? Việc đấy là hầu như không. Đó thì đáp án đúng của chúng ta ở đây là metta ni arimasen, chứ không phải là việc đấy là cái mà không thể nói chung. Việc đấy là cái hầu như không có. Bởi vì sao? Bởi vì là trong lúc mà mình đợi cái cơ hội nó đến thì có thể mình sẽ bị tuột mất cái cơ, đợi cái đầy đủ điều kiện thì có thể mình đã bị tuột mất cái cơ hội lúc nào rồi. Vậy nên cái đặc trưng của những người này là người ta sẽ nghĩ một cái là người ta sẽ bắt đầu hà làm luôn, và người ta sẽ vừa làm và vừa cải thiện. Đó, thì đáp án nó sẽ là câu số 3. Các bạn thử check lại xem là mình làm ở cái phần bài đấy có đúng được nhiều không ạ? Mọi người thử check lại cái phần này xem có đúng được không? Ở cái bài này thì người ta nói về hai cái chủ nghĩa hoàn thiện hoàn hảo, kanpeki, và một cái là chủ nghĩa cố gắng hết sức. Theo cái nghĩa là mình saizen, thì cái cụm từ của chúng ta đây là saizen wo tsukusu hoặc là besto tsukusu này, thì cũng với nghĩa là cố gắng hết sức. Ở đây người ta chuyển về cái dạng ý chí. Mình sẽ dịch lại một chút cái phần này cho các bạn hiểu rõ hơn nha. Cái mà tôi muốn khuyên các bạn đó là hãy thay đổi từ chủ nghĩa hoàn hảo sang chủ nghĩa cố gắng hết sức, đúng không ạ? Thay đổi từ cái gì sang cái gì đó thì cái dạng này là eno. Bởi vì sao? Bởi vì không biết là mọi người còn nhớ về cái trường hợp khi mà chúng ta rút gọn động từ với những cái động từ chỉ hướng di chuyển này, hoặc là với những cái động từ ví dụ như là trở nên, trở thành cái gì đó, kara ni naru, đúng không, hoặc là ni kawaru đó, thì người ta có thể lược động từ đi. Thì khi lược động từ đi thì chỉ còn lại trợ từ ni và cái danh từ đằng sau, thì lúc này người ta sẽ không dùng là ni no mà người ta sẽ dùng là e no, nên chúng ta mới có là e no shifto desu. Shifto với nghĩa là thay đổi, chuyển sang đấy. Thì đoạn sau người ta mới định nghĩa này. Chủ nghĩa cố gắng hết sức là gì? Là cái tư tưởng rất là thực tế và hợp lý. Đó là cái tư tưởng người ta sẽ tiếp nhận cái hiện thực, chấp nhận cái hiện thực. Hiện thực này nó có rất nhiều những cái hạn chế, và ví dụ nó là một cái hiện thực gọi là không công bằng hoặc là không có hợp lý, đúng không? Vô lý. Thì người ta chấp nhận cái hiện thực đó và người ta cố gắng hết sức trong cái hiện thực đó, đúng không? Trong cái tình hình đó. Còn cái chủ nghĩa tiếp vào đoạn sau thì có nói là có người ấy, tôi nghĩ rằng là có người người ta cảm giác rằng là cái chủ nghĩa cố gắng hết sức là mình dakyo, tức là mình thỏa hiệp, hoặc là mình từ bỏ, hoặc là mình kakusage, tức là nó là một cái cấp thấp hơn của chủ nghĩa hoàn hảo đó. Cảm giác có lẽ như vậy ấy, thì người ta hay dùng một cái dạng là dewanai kato, đúng không? Đằng sau là những động từ như là kanjiru hoặc là omo. Thì câu này sẽ dịch như sau: tôi nghĩ rằng là có người cảm giác rằng chủ nghĩa cố gắng hết sức là mình thỏa hiệp, hoặc là mình từ bỏ, hoặc là moshikuwa, đó là một cái thấp hơn kakusage, tức là cái thấp hơn của cái chủ nghĩa hoàn hảo. Thế nhưng mà thực ra không phải như vậy. Chủ nghĩa cố gắng hết sức là gì? Là nó vừa giữ lại được cái tinh thần gì ạ? Tinh thần cố, luôn luôn cố hướng đến cái cao hơn và luôn luôn cố để tạo ra những cái mà có một cái độ hài lòng cao hơn. Đấy là cái điểm tốt của chủ nghĩa hoàn hảo. Nhưng đồng thời, tsutsumo vừa A và vừa B, đúng không ạ? Đồng thời nó cũng làm giảm nhẹ đi cái sự bất mãn đối với thực hiện thực và
nó loại bỏ đi cái cảm giác lo lắng đối với cái việc thất bại đó. Nên tsumari, cái phần này sẽ dùng với tsumari cộng với đuôi thoi wake desu, khi người ta đưa ra những cái câu chốt, những cái phần suy luận. Vậy nên tóm lại có thể nói rằng chủ nghĩa hoàn thiện, ở cái đoạn này chủ ngữ ở đây là một noga nhé, có thể nói rằng là cái chủ nghĩa cố gắng hết sức ấy, nó là cái nâng cấp hơn của chủ nghĩa hoàn thiện, à, của chủ nghĩa hoàn thiện kampeki. Kampeki là mình lúc nào cũng phải hoàn thiện, nhưng mà nó có một cái cao hơn nữa là không phải là hoàn thiện mà là cố gắng hết sức. Thì cái cố gắng hết sức chính là cái nâng cấp, cái cao hơn của nó, level up ấy. Đó thì đoạn sau người ta có dùng với mono toshite todaimasen, thì các bạn nhớ cái công thức này, danh từ N1 đi với U, danh từ N2 cộng với toshite, đúng không? Cộng với những cái phần động từ, coi cái N1 là cái N2. Thì ở đây là người ta không coi cái chủ nghĩa cố gắng hết sức là một cái tiêu cực, giống ở trong cái chủ nghĩa cố gắng hết sức thì người ta không coi cái thất bại là một cái tiêu cực, giống như là một cái sự sợ hãi hoặc là một cái sự thua cuộc. Mà thậm chí trái lại ở đây là người ta còn coi cái shippai, cái thất bại là một cái cơ hội để hoàn thiện hoặc là cái cơ hội để học tập duy nhất. Matato này, nhớ cụm từ này nhá. Matato này được coi như một cái tính từ để bổ nghĩa cho cái danh từ đằng sau ấy. Và tiếp cái vế này. Hơn thế nữa là với cái chủ nghĩa cố gắng hết sức ấy, thì khi mà bắt đầu một cái gì đó thì người ta sẽ không đặt ra cái điều kiện joken wo sette shimasen. Mata, và ngoài ra ấy, thì người ta cũng có cái tư tưởng rằng cái sự thất bại nó là một cái yếu tố cần thiết không thể thiếu để có được một cái thành công lớn hơn, より大きな成功にですね. Và theo một cái ông học giả về triết học, ông ấy có để lại một cái câu nói rằng là chúng ta không cần thiết phải đau khổ, kanashimu koto wa nai. Và các bạn hãy suy nghĩ về việc mà các bạn có thể làm trong cái tình hình hiện tại và cố gắng hết sức thôi. Thì đây cũng có thể nói rằng là cái kim chỉ nam hành động khi một cái người tuân theo cái chủ nghĩa cố gắng hết sức, người ta bắt đầu làm một cái gì đó. Và tiếp ở đoạn đằng sau, một cái những cái vấn đề thực tế ấy, là cái chuyện mà người ta có thể tập hợp đầy đủ tất cả các điều kiện là một cái điều hiếm khi có. Vậy nên cái đặc trưng của những cái người đi theo cái chủ nghĩa cố gắng hết sức là người ta sẽ khi nghĩ ra một cái gì đó thì người ta sẽ làm ngay, và người ta sẽ vừa hành động và vừa vừa lặp lại cái sự cải thiện, tức là vừa hành động vừa sửa, để làm sao để tránh cái trường hợp là trong lúc mình đang đợi để cho đầy đủ hết, hội tụ hết các yếu tố, các điều kiện thì cái cơ hội đã bị tuột mất rồi, đúng không ạ? Rồi tiếp vào cái phần đằng sau này là cái bài Lakchu và Lakugai. Bài này nếu mà bạn nào làm rồi thì mình nghĩ là chắc là các bạn sẽ cảm thấy rất là khó với cái phần bài này. Có ai cảm thấy khó với phần bài này không ạ? Mọi người có thấy cái bài này khó không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1 này nha. Câu số 1 nằm ở cái vị trí này thì sẽ dùng cái từ nối nào phù hợp? Cái đoạn trên ấy, thì chủ ngữ ở đây chúng ta sẽ có này. Mặc dù xét về mặt hành chính, đó, các bạn có cái từ gyosezo này. Jo ở đây nó sẽ dùng để chỉ nghĩa là xét trên một cái phương diện gì đó, nó đi sau một danh từ. Xét về mặt hành chính thì nó nằm ở trong Kyoto-shi, trong cái phạm vi của thành phố Kyoto này. Kyoto-shi ni haitete mo, thế nhưng mà lại vẫn bị gì, bị những người rakuchu. Thì cái rakuchu này chúng ta sẽ hiểu nôm na như thế này này, giống như ở Hà Nội ấy, thì sẽ có là Hà Nội gốc, là những người ở vùng trung tâm phố cổ chẳng hạn, nhưng mà cũng có Hà Nội gọi là Hà Nội 2, Hà Nội 3, tức là ở cái vùng ngoài chẳng hạn, như là cái khu vực Cổ Nhuế, Gia Lâm, rồi những cái khu vực gọi là Hoài Đức, đấy cũng là Hà Nội nhưng mà lại là một cái Hà Nội khác, mặc dù là xét về cái mặt hành chính là nó cũng thuộc về Hà Nội, đúng không? Hà Nội 1, Hà Nội 2, Hà Nội 3. Thì ở đây người ta có nói là khu vực đấy như thế nào. Cái khu vực đấy thì thực ra xét về mặt hành chính thì nó thuộc vào cái thành phố Kyoto, thế nhưng mà nó lại gì ạ? Nó lại không được những người dân Rakuchu, thì tức là những cái người dân ở cái vùng trung tâm của Kyoto coi là Kyoto. Ví dụ như là những người phố cổ thì sẽ không coi là ông là Hà Nội đâu, tôi mới là Hà Nội cơ. Đó, thì cái khu vực này là cái khu vực ngoài, đúng không? Không được coi là Tominasarenai này.
Rồi tiếp ở phần đằng sau thì cái vế trước người ta đang nói là có một cái khu vực như vậy, đúng không ạ? Thì đoạn sau này người ta, các bạn thấy là cái chủ ngữ ở đây của chúng ta, cái vế trước là Lakuchu, tức là những người ở trong trung tâm của cái Kyoto, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn lại có một cái cụm từ nữa đối lập là Lakugai, tức là những cái người ở cái vùng ven, cái khu vực vùng ven của Kyoto. Thì đây, cái vế trước này, các bạn có là cái vùng xung quanh, cái vùng ven á, cái vùng ven mà nó ở xung quanh, ở khu ngoài bao quanh thành phố. Machi o torimaku shuhenbu, và phần sau là Lakugai no chi. Thì các bạn thấy là giữa cái câu hỏi của chúng ta là nằm ở vị trí một này, thì các bạn chỉ cần quan tâm là ở trong cái đoạn này hai cái này nó đang nối với nhau theo cái hướng như thế nào thôi. Đó. Nhớ này, là khi mà mình làm ấy là mình sẽ xác định khoanh vùng cái vị trí mà mình quan tâm để mình tập trung một cái phần vùng đấy để mình phân tích thôi. Ví dụ như nếu mà chúng ta không 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 có khoanh vùng thì các bạn sẽ mình sẽ phải đọc tiếp những cái phần đoạn sau này, mà những cái đoạn sau này nó không đảm bảo là các bạn có được cái keyword hoặc là có được cái gợi ý để chúng ta tìm ra đáp án đúng. Kể cả các bạn làm đọc hiểu cũng vậy, cái câu chuyện luôn luôn không phải là mình lược bớt được bao nhiêu cái không cần đọc, mà cái câu chuyện là mình có làm sao để làm đọc đúng cái trọng tâm, cái keyword để mình tìm. Giống như cái việc là cho vào trong một cái phòng thì làm sao để mình tìm đúng cái vị trí, cái chìa khóa nó nằm ở đâu, chứ không phải là đi tìm hết cả cái phòng đấy. Đó, thì cái câu chuyện làm về đọc hiểu ngữ pháp nó cũng như vậy. Ví dụ như cái đoạn này là một cái từ nối để nối giữa hai cái thành phần là shuhenbu ne, machi o torimaku shuhenbu và cái phần là Lakugai no chi, thì mình phải tìm quanh là à hai cái này đi theo hướng như thế nào. Nó có phải là hai cái mang cái cấp độ là ngược lại không? Hoặc là thậm chí không? Mà thực ra là cái khu vực xung quanh cũng chính là cái khu vực Lakugai, là cái khu vực ngoài rồi. Còn cái khu vực ở giữa trọng tâm thì gọi là Lakuchu. Thế nên là hai cái nói này thực ra là gì? Thực ra là một. Nên chúng ta sẽ dùng cái từ nối ở đây là Iwayuru, được gọi là, hoặc là nói một cách khác là, đúng không ạ? Là phương án số 1 này. Đây cũng không phải là kết hợp theo kiểu như là hoặc là, cũng không phải, mà ngược lại cũng không phải, mà là được gọi là, được nói là, đúng không? Tiếp theo đến phần số 2 này. Phần số 2 thì vị trí nó nằm ở đây. Vị trí nằm ở cái phần đuôi này. Thì với những cái dạng mà câu hỏi của chúng ta nằm ở cái đuôi vị ngữ của câu ấy, thì chúng ta lại phải đọc nguyên cái phần trên để xem là nó đi theo cái hướng khẳng định hay đi theo cái hướng phủ định. Thì cái đoạn trên người ta có nói là Jibun wa Lakuchu no ningen da to gokai o sareta gatteru kano yoni. Cứ như thể là bản thân mình này muốn gì ạ? Muốn được hiểu nhầm. Đó. Gokai o sareta gatteru kano yoni. Bản thân mình muốn được hiểu nhầm rằng là mình là cái người ở trong nội đô đây. Đó, thì cái đoạn này mình phải đọc ở cái vế đằng trên xem là cái câu chuyện như thế nào. Thì mình sẽ lướt cái phần nội dung thông tin ở trên, người ta có nói là bản thân tôi ý, thì ikiru koto ga dekinai. Ikiru là khẳng định. Cái động từ kiru thì ngoài cái nghĩa là hết, ví dụ như là tabe kiru là ăn hết, thì nó còn được dùng đi đằng sau để nhấn mạnh cho cái động từ đằng trước. Khi mà người ta kết hợp với các cái dạng từ ghép ấy, thì nó sẽ có những cái kết hợp như sau. Thứ nhất là có những cái dạng từ ghép nó sẽ lấy nghĩa của cả hai cái. Ví dụ như là kakinaosu, nó lấy nghĩa của kakimasu và naoshimasu là sửa. Thì sẽ là kakinaosu là sẽ viết lại. Nhưng cũng có những cái mà thực ra nó chỉ lấy nghĩa ở cái động từ đầu thôi. Còn cái động từ sau sẽ mang tính chất gọi là nhấn mạnh. Ví dụ như ikiru cũng vậy, nó chỉ có lấy nghĩa của cái imasu, còn cái kiru đằng sau nó không lấy nghĩa của từ cắt, đúng không? Kiru không, nó không lấy nghĩa của từ cắt mà nó sẽ lấy nghĩa là nhấn mạnh thôi, nên người ta sẽ dùng ikiru với nghĩa là khẳng định. Nói như thế nào, nó nói một cách khẳng định mạnh mẽ, đúng không? Đó, thì đấy là cái trường hợp là động từ đằng sau để nhấn mạnh. Nhưng cũng có những cái trường hợp là người ta sẽ giống như cái dạng là động từ đằng trước thì chỉ mang tính chất là nhấn mạnh thôi, còn người ta lại lấy nghĩa của động từ đằng sau. Đấy, nó có hai kiểu như vậy. Một là ghép để lấy nghĩa của hai cái. Hai là chỉ lấy nghĩa ở cái động từ đầu và nghĩa là của động từ sau là nhấn mạnh. Còn có những trường hợp là chỉ lấy nghĩa của từ sau mà cái từ động từ đầu lại là kiểu như một cái dạng nhấn mạnh thôi.
thử xem có những cái dạng như nào, ví dụ như là sashiku chẳng hạn. Đó là trừ đúng không? Sashiku thì thực ra người ta không lấy nghĩa của cái sashi mà người ta chỉ lấy nghĩa của cái hiku, nên thực ra nó cũng bằng với động từ hiku là mình trừ một cái gì đó, rút trừ một cái gì đó. Thế thì cái sashi đứng đầu nó chỉ mang tính chất là nhấn mạnh thêm thôi, nhé, không có lấy nghĩa. Thì ở đây các bạn sẽ có này, chúng ta có cái cụm từ ở đây kutaku. Kutaku thì sẽ đi với một cái ghép đằng sau, đó là kutakunaku. Bản thân kutaku thì nó sẽ dùng cho kiểu như là mình bận tâm, mình lo lắng, mình thấy phiền muộn, mình thấy lăn tăn. Bây giờ là mình không thể khẳng định mà không cảm thấy kiểu như là cấn cấn ở trong lòng. Tức là mình không thể khẳng định rằng là tôi là cái người umare sodatta, đã sinh ra và lớn lên ở Kyoto City được. Đó, thì đoạn sau này là không thể khẳng định nhé. Tiếp đoạn sau này, nếu mà nói như vậy thì sẽ như thế nào? Yeah, bạn thì sẽ yochi no nokoshite shimau. Cái cụm từ, cái này thì các bạn học luôn từ vựng nhé. Yochi, yochi thì nó sẽ thứ nhất là cái nghĩa là cái khoảng trống còn dư. Thì từ đấy nó sẽ không chỉ dùng cho cái không gian đâu, mà nó có thể dùng cho các cái sự việc nói chung. Nếu mà khi mà mình nói một cái lời nào đó mà cái lời đấy thì tự nhiên mình lại bỏ ngỏ để cho người ta có những cái suy tưởng, không nói hết mà mình nói như vậy thì tự nhiên là để lại những cái gọi là cái suy tưởng về cái khả năng ấy, đúng không? Thì người ta sẽ dùng với yochi o nokosu, để lại những cái suy đoán, những cái khả năng, những cái suy đoán. Tiếp theo này thì các bạn có động từ là niowasu này. Niowasu, nhìn cái từ kanji này các bạn đoán được không ạ? Tính từ của chúng ta là nioi, tức là cái mùi. Thì bây giờ niowasu làm cho người ta ngửi thấy cái mùi như thế nào đó, thì từ đây nó sẽ dùng cho cái nghĩa bóng, theo cái nghĩa là làm cho người ta liên tưởng, làm cho người ta kiểu giống một cái dạng như là ám chỉ để cho người ta nghĩ đến một cái gì đó. Vậy thì nếu mà tôi nói như vậy thì sẽ gọi là có khả năng sẽ làm cho mọi người ám chỉ ý rằng là tôi đang nói rằng là à hồi nhỏ tôi đã sống ở Lakuchu. Đó. Và cái nếu mình nói như vậy thì sẽ bị mọi người hiểu nhầm như vậy, đúng không? Thì bản chất của cái trên là làm cho mọi người liên tưởng đến cái điều như thế. So, niowasu yochi o nokoshite shimau. Và cái điều này người ta dùng với teshimau bởi vì nó thể hiện những cái hướng tiêu cực. Thì cái việc làm cho mình, làm cho người khác người ta liên tưởng, nó cũng chính là cái dạng là gì? Một cái cách nói khác cho cái việc là mình nói như vậy thì có thể sẽ giống như dạng là bị đang kiểu như là cứ như thể là mình đang muốn được người khác hiểu nhầm. Mình muốn nha, mình cố tình mình nói như thế để được người khác người ta hiểu nhầm rằng mình là cái người lạc cứ chưa. Thì thực ra cái câu trước này này và cái câu sau là cùng một ý. Đúng không? Cùng một ý. Đó. Thế thì ở trong cái trường hợp này, cái động từ hibiku. Hibiku là cái chữ hưởng, hưởng cho cái nghĩa là âm hưởng. Khi một cái lời nói nào đấy nó vang lên thì người ta sẽ nghe nó, người ta sẽ tiếp nhận nó với cái ý nghĩa như thế nào. Thì thực ra ở trong cái đoạn này nó hoàn toàn bằng với stawaru. Là cái lời nói nó được truyền đạt đến đối phương người ta hiểu như thế nào. Nó là tự động từ nhé. Còn nếu mà stay được là tôi truyền đạt rồi thì lại là khác. Mà ở đây hibiku sẽ bằng với stawaru. Thì chúng ta sẽ phân tích về nghĩa này. Nikoshita koto wa nai là không một cái gì hơn thế, tức là tốt hơn nhất là nên như vậy, nên như thế, đúng không? Có phải là nên không ạ? Mà nếu mình nói như vậy thì có nguy cơ là sẽ dẫn đến cái điều đó, đúng không? Có nguy cơ là, và cái đấy là một cái điều mà ở trên tác giả đã dùng với nokoshite shimau, tức là một cái tiêu cực rồi. Thì đoạn dưới nó cũng cần phải đi theo cái hướng tiêu cực. Nên chúng ta sẽ dùng ở đây với phần nào ạ? Kanenaku naru. Kanenai đúng không? Kanenai là có thể, nhưng mà thường nó sẽ là những cái kết cục xấu. Và bây giờ thì nếu nói như vậy thì sẽ trở thành có thể như vậy, thì người ta sẽ chuyển thành là kanenaku naru, đúng không? Nếu A thì kết quả như thế nào đó. Thì đáp án ở đây nó sẽ là câu số 3, đúng không ạ? Đó, thì đây là nếu mà mình nói như vậy thì giống như kiểu là mình sang bỏ ngỏ để cho mọi người nghĩ rằng là hồi nhỏ mình sống ở cái trong vực khu vực nội đô trung tâm. Và nếu mà nói như vậy thì nó sẽ dẫn đến một kết quả là nghe cứ như thể là mình đang muốn được mọi người hiểu nhầm rằng mình là cái người ở trong cái nội đô đấy, đúng không ạ? Cố tình để mọi người hiểu nhầm ấy. Thì đáp án đây sẽ là Hibiki Kanenaku naru. Ok chỗ này chưa ạ? Tiếp theo đến câu số 3 nha. Đoạn số 3 nó nằm ở đây.
Cái phần trên thì mình phân tích kỹ hơn để các bạn hiểu được là thứ nhất là hiểu được về cái từ vựng, chẳng hạn như là về cái y kỳ động từ ghép như thế nào. Thứ hai, để các bạn hiểu được cái cụm từ ở phần trên này này, thực ra thì nó lại là cái phần nội dung nó gần giống như thế này, đúng không? Đó, hiểu được cái so niu wa su nè. Rồi tiếp tục đến câu số 3 ở cái đoạn này nha. Ở cái đoạn này thì các bạn có một cái danh từ. Phần trên thì chúng ta có là mono hoshige na này. Mono hoshige thì nó sẽ dùng cho cái nghĩa là kiểu thèm muốn, thèm cái gì đó. Thì tôi không muốn tạo cái ấn tượng về bản thân mình là một cái người đàn ông kiểu thèm khao khát, thèm muốn được mọi người nghĩ rằng là mình là mang cái mác là kiểu như là dân phố cổ ấy, đúng không? Rồi tiếp vào cái phần ý sau thì ông ấy có nói là đặc biệt là gì? Đặc biệt là cái việc nếu như mà bị những cái người dân ở trong phố cổ người ta nghĩ như vậy thì là một cái điều tôi xin gai, tức là tôi không có mong muốn, rất là tiếc, đúng không? Mình không có mong muốn cái điều đó. Mình không muốn tạo cái ấn tượng bản thân mình là một người đàn ông thèm muốn khao khát như thế, và đặc biệt là mình cũng không muốn bị những cái người ở trong cố đô người ta nghĩ như vậy. Thì đoạn vế sau này chúng ta có từ là chủ ngữ ở đây là tôi nhé, chủ ngữ ở đây là tôi này, tôi. Thì cái phần đoạn sau này có yobawari o sare, yobawari đây, ở đây cái bài này nó có một số cụm từ mới này. Yobawari o sare tức là bị gọi. Tôi bị họ, karera ở đây để thay thế cho những cái người nhỉ. Karera ở đây để thay thế cho những người ở cố đô nhé. Đó, ở cái khu vực phố cổ nhé. Rakuchiu no Kyoto-jin tachi ni. Thì tôi bị những cái người bị họ gọi là inaka yobawari o sare, bị họ gọi là người nhà quê. Và sagesumarete kita. Ở đây thì cái đoạn này là tên một cái địa danh, Saga này. Tôi là cái gì đó thì các bạn đã thấy này, chủ ngữ là watashi thì cái vị ngữ ở đây là một danh từ. Thông thường với một cái vị ngữ là một danh từ, ví dụ tôi là người Việt Nam, watashi wa Vietnamese です, đúng không? Thì cái câu thực ra nó cũng chỉ là như thế này thôi. Tôi là cái đứa trẻ ở Saga. Tôi là đứa trẻ ở Saga thì cái phần này chính là một danh từ kết thúc câu. Saga no ko thì thường cái đuôi nó sẽ là this, đúng không? Đuôi nó sẽ là this. Thế thì ngoài cái cách là dùng với cái đuôi this đấy thì người ta có thể dùng là cái gì ạ? Bây giờ chúng ta sẽ loại nha. Thứ nhất là ni oyobanai, một danh từ đi với oyobanai thì dùng cái động từ gốc của chúng ta là oyobu. Oyobu cho cái nghĩa là lan tới, tới một cái phạm vi nào đó, đạt đến một cái phạm vi nào đó. Thì ở trong cái phần câu này á, nó không phải với nghĩa là tới hoặc bằng, không bằng. Sau này khi mà các bạn học về ngữ pháp thì các bạn sẽ thấy là oyobanai có những cái cách dùng như sau. Một á, là danh từ đi với ni có thể nhấn mạnh bằng là ni wa oyobanai. Đằng trước sẽ là danh từ chỉ người để chỉ là không bằng cái đối tượng đó, không thể với tới được mà. Ví dụ tôi không thể bằng với cái tay nghề của anh ta được. Kare ni wa oyobanai. Hoặc tiếp tục này, ni kagiranai là không giới hạn, ni itaranai là không có đến. Thì đây không phải là đến mà là gì? Tôi chỉ là, tôi chính là, tôi chỉ là như vậy thôi, không có hơn không kém, ngoài ra không có gì khác cả. Thì các bạn sẽ dùng với ni hoka nara nai là phương án số 1. Tôi chính là một cái đứa trẻ Saga đã bị người ta gì? Chúng ta có cái từ là sagesumarete kita ne. Thì cái động từ gốc của chúng ta ấy, động từ gốc là sage sumu ne. Sage sumu cái từ kanji là từ này, đúng không? Sage sumu với nghĩa là coi thường, đã bị người ta coi thường, bị người ta gọi là dân nhà quê đó. Thì đáp án đây sẽ là câu số 1 này thôi. Tiếp theo nha, các bạn sẽ đến với phần đoạn số 4 này. Vị trí số 4 nằm ở đây, vị trí số 4 nằm ở đây. Thì cái chủ ngữ của chúng ta là cái nova này, đúng không? Thì cái vế đuôi là watashi ni kagiru mai. Khi mà người ta ghép một cái động từ
đi với nguyên mẫu, đi với my thì nó sẽ bằng với gì? Bằng với nay đà đồ. Ví dụ ở trong cái câu là kagiru my thì sẽ bằng với kagiranai đà đồ. Ừ, chị biết rồi, chị biết mất mạng rồi, chị vẫn quay để cho các bạn ấy lấy video thôi. Chị biết mất Ủa, mạng rồi, chị đã mất mạng rồi. chị biết rồi, chị đang quay thôi. Mình đang clip thì bị mất mạng, thế nên là mình sẽ vẫn quay tiếp để cái phần video này mình có thể đẩy lên cho các bạn ở trên trên YouTube để cho các bạn để xem đầy đủ. Động từ của chúng ta là veru, đi với mai ạ, thì nó sẽ bằng với nai daro. Thì câu này sẽ dùng với nghĩa là gì? Có lẽ là không chỉ mình tôi. Chỉ mình tôi là cái người như thế nào? Thì cái vế đằng trước hất từ cái phần trên này đến số 4 sẽ là cái phần bổ nghĩa, đúng không ạ? Thì các bạn có từ là seishino. Cái đoạn này chiudoku thì thường dùng với nghĩa là gì ạ? Bị ngộ độc, đúng không? Đó, bị ngộ độc, bị giống như cái dạng bị nhiễm, ví dụ ngộ độc thức ăn các kiểu chẳng hạn. Thì đây là jika chiudoku, tức là một cái dạng là tự nhiễm độc, tự ngộ độc mà người ta không rõ nguyên nhân. Đó. Thì bây giờ cái này sẽ liên quan đến cái phần đô cự đằng trước, thì các bạn phải đọc ở cái đằng trước như thế nào đó. Thì đoạn đằng trước này chúng ta có một cái nội dung ở đây là shikashi, mình không có đẩy đằng trên nữa nhé, mình bắt đầu đọc từ cái shikashi đi. Shikashi koyu koto de watashi o jishoku, đúng không? Thì cái đoạn này này, tuy nhiên ấy thì bởi vì cái việc đó, thế nên là gì ạ? Cái độc mà nó dồn ai ạ? Ôi cô mự là dồn, dồn ai? Dồn tôi này, watashi, đến một cái bệnh, đến một cái căn bệnh. Một cái căn bệnh này, căn bệnh nó luôn luôn tự ý thức bản thân mình. Thì cái độc này nó nằm ở đâu? Cái độc đấy nó nằm ở cái phố Kyoto đấy, tức là ở trong cái con phố đấy, trong cái phần phố đấy thì nó có một cái độc tố đấy, tác giả đang kiểu như là so sánh ví von thôi, là nó dẫn mình, nó dồn mình vào cái căn bệnh đó. Vậy thì cái độc này này, cái đô cự này thực ra cũng chính là cái đô cự ở trên cái phần chiêu đô cự này. Vậy thì không chỉ mình tôi mà cả những người khác đều bị cái độc đó, đúng không ạ? Cái độc từ ôi cô mự là dồn tôi vào. Thì bây giờ mình phải dùng những cái dạng như thế nào? Thứ nhất này, mono tomoshi này, các bạn còn nhớ về cái mẫu ngữ pháp là danh từ đi với ô, mono tomo sezuni, còn nhớ cái dạng ngữ pháp này không? Thì mẫu ngữ pháp này nó sẽ dùng để chỉ nghĩa là bất kể a là gì đi chăng nữa thì cũng không coi thành vấn đề, đúng không? Vẫn làm cái bên đằng sau, và thường hay dùng ca ngợi cái sự dũng cảm ấy, cho dù đằng trước là một cái khó khăn, là một cái một rào cản, thì cũng nan to mo omowa nai, không nghĩ, không coi nó là thành vấn đề. Đó, thì người ta sẽ dùng cái mẫu này. Thì bây giờ sezuni là khi nó ghép ở giữa câu thôi. Vậy thì khi mà nó để ở cái phần đuôi câu, hoặc là để bổ nghĩa cho một danh từ đằng sau, thì nó sẽ chuyển về cái, thay vì sezuni thì sẽ chuyển về mono tomoshi nai. Mono tomoshi nai thì cũng với nghĩa là không coi cái đấy là vấn đề, không coi cái đấy là cái rào cản, cái khó khăn, bất chấp ấy, mono tomoshi này. Thì cái đoạn này có phải là không coi không, mà là cái vế trước là cái độc thì nó đã dồn tôi vào cái căn bệnh này, và không chỉ có mình tôi là cái người bị cái đó. Thì các bạn sẽ phải dùng cái dạng gì ạ? Yoginaku sareteru. Bởi vì cái dạng yoginaku sareteru là bị bắt, bị buộc phải cái gì đó, đúng không? Đó, thì đáp án của chúng ta sẽ là câu số 4. Bởi vì cái phần là ôi cô mở cái độc ấy nó dồn xuống, thì bây giờ bạn sẽ đẩy chuyển sang này cái dạng bị động, không chỉ mình tôi bị trúng cái độc đó. Còn những cái trường hợp như là bà kiriga này, thì cái này dạng này sẽ là động từ chia về cái thể điều kiện, nếu a thì kiri, tức là kết, là dừng lại. Kiriga này là không có kết, không có dừng lại. Nếu a thì sẽ vô kể lắm. Ví dụ nếu mà nói về cái fuma bà kiriga này không bao giờ hết được. Còn với ôi tia hokani này thì ngoài cái đấy ra không cái nào khác, thì không phải, mà đây sẽ dùng để chỉ là không chỉ mình đúng không ạ, bị cái đó. Tiếp theo đến với phần câu số 5, thì cái đoạn này các bạn có tô bạ này. Thì cái vế trước này, hoka no machi ni koyu kokoro, thì các bạn có một cái động từ của chúng ta ở đây ấy, đó là cái động từ motsureru. Đó, motsureru. Thì cái từ kanji của nó sẽ là cái từ kanji này. Một tsureru thì nó sẽ dùng cho cái trạng thái lộn xộn này, rối rắm này, rối tung, lộn xộn. Đó. Thì cái nguyên tắc của chúng ta ấy là khi mà chúng ta có một cái cụm chủ vị đi với trợ từ ga và đằng sau là động từ, mà nó lại bổ nghĩa cho một cái danh từ n đằng sau,
Thì cái cụm chủ vị để bổ nghĩa danh từ đằng sau này, người ta có thể thay cái trợ từ got này bằng cái trợ từ no. Thì đúng ra cái câu này của chúng ta sẽ là kokoro ga motsureru. Cái này các bạn cũng phải để ý, bởi vì nhiều khi là chúng ta phải để ý trong cái phần cách ghép, trong cái sắp xếp sao ấy. Tại sao từ đấy là no? No thì có thể có hai trường hợp, một là đi sau là một danh từ, hoặc là no có thể là biến đổi từ cái trợ từ got như thế này. Ví dụ câu này, cái người như thế nào ạ? Cái người mà bây giờ đang rất là nayam, đang rất là phiền muộn bởi cái sự rối rắm ở trong lòng, đúng không? Kokoro ga motsureru thì bây giờ người ta chuyển là kokoro no motsure ne, và nối với đằng sau nên người ta dùng là motsure de, bởi vì cái motsureru thì bây giờ chuyển thành cái dạng danh từ là motsure rồi, bởi cái sự rối rắm ở trong lòng thì to ạ. Đó. Và cái phần đằng sau là shikashi thì bây giờ mình phải tìm phân tích xem là nó là dạng khẳng định hay dạng phủ định. Thì ở trên này các bạn đã thấy là không chỉ có mình tôi, không chỉ có mình tôi, những người khác, rất nhiều người cùng bị cái căn bệnh đó, là những người mà sinh ra ở cái vùng ngoại ô thì đều bị cái căn bệnh là tự ý thức về bản thân mình, luôn luôn nghĩ là mình ở vùng ngoài chứ mình không phải là cái khu vực phố cổ, đúng không? Rất nhiều người. Thế thì ở những cái khu phố khác cũng sẽ như thế nào ạ? Cũng sẽ có người bị, đúng không? Không có chuyện là không có người. Thế bây giờ mình phải dùng một cái dạng phủ định. Bởi vì cái vế sau người ta có nói là tuy nhiên ấy, tuy nhiên cái kato, cái sự mâu thuẫn, cái xung đột mà nó mang đến cho cái người, mà cái Kyoto nó mang đến cho những người ở cái vùng ngoại đô ấy, thì nó đặc biệt hơn. Mata kakubetsu. Thế tức là gì? Những cái thành phố khác nó cũng có đấy, nhưng ở cái Kyoto thì nó đặc biệt hơn, bởi vì Kyoto là một cái khu vực cố đô, đúng không? Nó giống như kiểu nhà ở Việt Nam, những cái thành phố khác thì cũng sẽ có là ở trung tâm thì như thế này, ở vùng ven thì thế này, người ta vẫn có cái sự phân biệt đối xử. Nhưng đặc biệt ở Hà Nội thì nó lại mạnh hơn, nó đặc biệt hơn Hà Nội, bởi vì nó là trung tâm mà có khu phố cổ Hà Nội và có khu Hà Nội 2, Hà Nội 3. Đó, thì cái này cũng tương tự như vậy thôi. Thì cái đằng trước các bạn phải đi tìm để thể hiện cái nghĩa là có những người như vậy. Chúng ta sẽ có này, yu ma de mo nai, tức là không cần thiết phải nói, bởi vì nó là một cái điều đương nhiên. Nhưng nếu mà cho vào đây là đương nhiên là không có thì lại không đúng, đúng không? Yoga này tức là không không thể nói, không thể nói. À, giống như các bạn hay có những cái mẫu là yoga này là không thể làm được cái việc gì đó bởi vì không còn cách nào khác. Yoga này là không thể nói, nhưng chúng ta lại có những cái mẫu như là toshika yoga này, thì lúc này lại dùng với nghĩa là chỉ có thể nói là như vậy, không còn cách nói nào khác. Toshika yoga này. Còn cái phần yu mai thì như lúc nãy phân tích thì nó sẽ là không thể nói là. Còn cái iwanakute sumu thì với nghĩa là không cần nói cũng được thì nó lại là khẳng định thì không đúng, mà câu này của chúng ta là không thể nói là không có, phủ định của phủ định tức là khẳng định, tức là vẫn có thể nói là ở những cái vùng khác vẫn có những cái người người ta bị như vậy. Tuy nhiên ở Kyoto thì nó mạnh hơn, nó đặc biệt hơn. Thì đáp án đây phải là câu số 4, đúng không ạ? Cái phần bài này thì nội dung thì có bạn sẽ cảm thấy nó hơi khó, đúng không ạ? Có bạn nào cảm thấy nó hơi khó với cái nội dung này không? Nôm na nó chỉ nói về cái cảm giác của tác giả là một cái người sinh ra ở cái vùng ngoại đô. À, tác giả không phải là cái người sinh ra ở vùng cố đô, nên tác giả có những cái sự tự ti nhất định. Mình sẽ dịch lại cái phần bài này cho các bạn hiểu rõ hơn nha. Vẫn có 17 bạn đang xem ạ. Lúc nãy thì bởi vì là mình bị mất mạng nhưng mà mình vẫn nói. Mình biết là mất mạng các bạn ao ra hết thì mình vẫn nói, bởi vì là mình đang có để cọt lại cái bản này để các bạn có thể xem lại sau cho nó liền mạch, và những cái bạn khác cũng có thể xem lại sau nó liền mạch nên mình không có ngắt nữa. Rồi, thì đoạn trên này chúng ta sẽ bắt đầu dịch như sau. Có một cái khu vực xét về mặt hành chính thì nó thuộc ở thành phố Kyoto. Thế nhưng mà nó lại không được những người dân ở trong phố cổ, khu vực phố cổ coi là Kyoto. Và cái khu vực xung quanh ở bao quanh thành phố, hay gọi một cách khác là khu vực bên ngoài ấy, thì nó không được coi là Kyoto. Thì cái atsukai này nó sẽ dùng để chỉ ý nghĩa là đối xử coi như thế nào đó. Thì đây là atsukai wo sarete konakatta, là không được coi là Kyoto. Và cái khu vực Saga là cái nơi mà đã nuôi tôi lớn lên, watashi wo hagukun de kureta, thì nó cũng nằm ở cái khu vực ngoại ô phía tây
bao quanh bên ngoài của Kyoto. Hiratakuieba, cụm từ này sẽ dùng để chỉ nghĩa là nói một cách đơn giản và dễ hiểu. Hiratakuieba thì cái khu vực Saga đấy là một cái khu vực mà gì được coi là vùng quê, inakada to sarete kita. Bản thân tôi thì không thể khẳng định là mình đã được sinh ra và lớn lên ở Kyoto City, thành phố Kyoto. Nếu mà nói như vậy thì sẽ để ngỏ để cho mọi người nghĩ rằng là à hồi nhỏ tôi đã lớn lên ở trong cái khu vực phố cổ. Và nếu mà như vậy thì có thể dẫn đến cái nguy cơ là nghe cứ như thể là tôi muốn bị mọi người hiểu nhầm, được mọi người hiểu nhầm rằng là mình là cái người phố cổ, đúng không? Bản thân tôi thì không muốn tạo ấn tượng mình là một cái người đàn ông kiểu monohoshige, kiểu có khao khát, có cái mong muốn như thế. Đặc biệt là tôi sẽ cảm thấy rất là buồn nếu như bị những cái người ở trong khu vực phố cổ người ta nghĩ như thế. Bản thân tôi chỉ là một đứa trẻ ở vùng Saga mà trước kia đã bị họ gọi với cái tên là người nhà quê và bị họ coi thường. Sage sumarete kita. Và đấy là cái lý do tại sao mà khi chúng ta có một cái phần là tối ưu cô tô nhị và phần động từ oboi được không phải với nghĩa là ghi nhớ đâu nhé, mà nó sẽ dùng cho cái dạng là cái cảm giác. Wada kamari thì với nghĩa là cái cảm giác mình kiểu vẫn còn những cái khúc mắc, vẫn còn những cái nghi ngờ, vẫn còn những cái lấn cấn, mình không có được kiểu như là rõ ràng trong cái cảm xúc, hoặc là mình không có được thoải mái. Thì đây là cái lý do mà khiến tôi cảm thấy không thoải mái khi mà tôi nói rằng là cái nơi sinh ra và lớn lên của tôi là thành phố Kyoto, là bởi vì như vậy. Sono tame desu ne. Không thoải mái với cái việc nói như thế này nhá. Thối yêu cô tô nhỉ. Thì tiếp đoạn sau thì người ta có nói là nếu như mà tôi dùng cái cách nói là cái nơi sinh ra của tôi là phủ Kyoto thì tôi sẽ không cảm thấy tamerai, tức là tôi sẽ không cảm thấy ngập ngừng lắm, là mình vẫn có thể chấp nhận cái cách nói này được. Thế nên là kể cả ở trong cái mục, cái cột, cái mục ấy, cái mục giới thiệu độc giả ở cái phần cuối trang sách ấy, okuzuke là cái phần cuối trang sách, thì sẽ có một cái mục độ giới thiệu tác giả, mà hôm nay hình như mình nói nhầm là độc giả hay sao nhỉ, giới thiệu tác giả nhé. Thì ở cái mục cuối cùng của trang sách, cái giới thiệu tác giả ấy, thì cái chỗ đấy thì tôi chỉ muốn giới thiệu là à Kyoto fu umare, tôi sinh ra ở phủ Kyoto đó. Omoware yo ka, có lẽ là sẽ bị mọi người nghĩ rằng là mình là cái người kodawaru, tức là quá là câu nệ vào một cái sự khác nhau. Khác nhau chỉ có một chút thôi, dư vườn chipoke, chipoke tức là một chút nhỏ về cái nơi xuất thân thôi. Có lẽ sẽ bị mọi người nghĩ như vậy, mình quá câu nệ vào cái chuyện là giữa Kyoto chi và Kyoto fu thì nó chỉ có khác nhau có một chút về cái nơi xuất thân thôi. Shikashi, tuy nhiên ấy, vì cái điều đó, tức là vì cái sự khác nhau đấy mà gì, mà cái độc tố mà nó dồn tôi, nó dẫn tôi đến một cái bệnh là bệnh luôn luôn tự ý thức về bản thân mình là một cái người ở khu vực ngoại đô, mình không phải là khu vực phố cổ. Thì cái bệnh này nó nằm ở trong cái tên phố, đó là Kyoto này, Kyoto Toyomachi ni aru. Và tôi nghĩ có lẽ là không chỉ mình tôi bị cái căn bệnh về mặt tinh thần này, mà những cái người mà sinh ra ở cái khu vực ngoại đô này thì có lẽ là có rất nhiều người cùng với căn bệnh giống tôi. Và ở những khu phố khác thì có lẽ không thể nói là không có những cái người mà cảm thấy phiền muộn vì vì cái kiểu bệnh như thế này. Tức là người ở khu phố khác thì cũng có những người người ta bị cái vấn đề đó. Thế nhưng cái sự mâu thuẫn, cái sự xung đột về trong nội tâm mà Kyoto nó mang lại gây ra cho những người ở cái khu vực ngoài ấy, nó đặc biệt hơn những cái khu phố khác. Mata kakubetsu desu ne. Bây giờ chắc là các bạn phải vào để làm việc rồi đúng không ạ? Thì buổi ngày hôm nay mình sẽ dừng cái phần này nhé. Mặc dù là cũng không hết được cái đoạn sau. Đoạn sau thì để một cái buổi nào đấy thì mình sẽ phân tích kỹ hơn cho các bạn về cái phần đoạn sau này. Còn buổi trưa ngày mai, từ giờ cho đến cái thời điểm mà các bạn thi, thì mình sẽ cố gắng là mỗi ngày vào cái khung giờ 10 đến 11 giờ, là cái khung giờ ở bên Nhật, là các bạn từ 12 giờ đến 1 giờ là cái khung giờ các bạn nghỉ.
thì mình sẽ tranh thủ mình clip tầm khoảng 30 phút đến 1 tiếng để các bạn có thể vào xem ở cái lúc đấy. Nếu ai mà không thể vào xem được thì các bạn có thể xem lại cái phần video đó. Buổi ngày mai thì mình sẽ chữa cái phần về cách dùng đúng của từ vựng, là cái file mà mình đã đăng ở tuần trước. Xin lỗi các bạn là mình không có thể clip được vào cuối tuần, vào cuối tuần hay là vào cuối tuần hoặc là buổi tối là mình không clip được, bởi vì buổi tối là mình tối nào mình cũng phải dạy 2 3 ca của các lớp Zoom, vì là mình chỉ có mình dạy từ Zoom N3 cho đến Zoom N1 ở trong tất cả các lớp thôi, là hầu như buổi tối là mình không có tranh thủ được. Biết là buổi tối là mọi người rảnh hơn, mọi người xem được nhiều hơn ấy, nhưng mà không không có cách nào khác. Ví dụ hôm qua thì được rảnh một tí thì bé nhà mình lại bị sốt nên là mình không clip được. Cuối tuần thì mình vẫn phải làm để chuẩn bị cho mọi người các cái file sách cho đợt chương trình mới của tháng 7 này, rồi rất rất nhiều nữa. Sau này được ngày chủ nhật thì cũng có, chỉ có ít ít thời gian dành cho bé thôi, cho các con thôi, cho gia đình thôi, nên cũng không clip được vào cuối tuần. Thực sự là thời gian của mình lúc nào thì cũng phải tranh thủ chạy 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 chạy, nên là mình chỉ có thể là dành được cái thời gian này để clip một chút thôi. Thay vì thực ra này cũng giống như cái việc là mình quay video thôi, thay vì mình quay thì bây giờ mình clip luôn lên trên này, những bạn nào có thể tranh thủ được thì các bạn xem, còn nếu mà không xem được thì các bạn xem lại giống cái dạng video nha. Ông cu Han vẫn vào đây xem được à? Vẫn vào xem được à? Xem bây giờ thì khả năng người tí nữa lại buồn ngủ rồi. Rồi mình sẽ dừng cái buổi clip ngày hôm nay ở đây nha. Mong là có thể là mặc dù là nó hơi trái cái khung giờ một chút nhưng mà có thể giúp ích cho các bạn. Đặc biệt là với những bạn nào chăm thì các bạn có thể có được một chút cái động lực với những cái bạn đang tự học cũng như là những cái bạn đang tham gia cái khóa ở bên mình. Otsukaresama desu, mọi người cố gắng lên nha. Arigatou gozaimashita.